Hiện tại vụ việc vẫn khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi. Rằng một kế toán xã đầu trúng 23 lô đất trị giá hơn 30 tỷ đồng nhưng sau đó bị hủy kết quả. Đằng sau vụ đấu giá đất này có nhiều chuyện khuất tất. Đứng trước lùm xùm này, Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu khẳng định không có chuyện thông đồng móc nối. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu khẳng định, quá trình tham gia đấu giá mặc dù là anh em, nhưng ông Nguyễn Văn Trọng không nói hay hỏi ý kiến nên ông không biết để có những hướng dẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Ông Quý cho hay, kết quả cuộc đấu giá được đơn vị giám sát nhận định diễn ra khách quan, sòng phẳng, không có chuyện thông đồng móc nối với nhau. Có thể khẳng định, mục đích ban đầu của cuộc đấu giá là đạt kết quả tốt. Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu cho biết, quy trình làm giá khởi điểm để đấu giá là của tập thể. Cụ thể, huyện thuê một đơn vị tư vấn độc lập có chức năng thẩm định giá. Sau khi đơn vị này gửi chứng thư ra, hội đồng thẩm định giá của huyện họp bàn, phòng tài chính tham mưu chủ ủy ban nhân dân huyện quyết định. Bản thân ông chỉ là thay mặt chủ tịch, thay mặt ủy ban nhân dân huyện ký các quyết định, chứ không phải là người trực tiếp quyết định. Trao đổi thêm về ngày đấu giá, Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu cho biết, trên cơ sở giá khởi điểm, ai trả giá cao hơn thì người đó thắng. Để chúng toàn bộ 23 lô đất, bình quân mỗi lô đất ông trọng phải nâng lên từ 300 triệu đến 800 triệu đồng so với giá khởi điểm ban đầu. Theo đó bình quân mỗi lô đất ông trọng trúng đấu giá từ hơn 1 đến 1,8 tỷ đồng. Quá trình tham gia đấu giá, mặc dù là anh em nhưng ông quý cho rằng ông trọng không nói hay hỏi ý kiến nên ông không biết để có những hướng dẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Ông quý cho hay Ông Trọng làm gì có tiền? Một người con trai của anh Trọng đang làm việc ở Hà Nội có nhờ bố mua để dự định xây dựng siêu thị, trung tâm mua sắm ở quê nhà. Tuy nhiên ông Trọng lại nói, một người cháu đang làm doanh nghiệp ở Hà Nội tìm hiểu và quyết định mua 4.000m2 đất. Tuy nhiên do sức khỏe, người cháu không trực tiếp về đấu giá nên đã nhờ ông Trọng hỗ trợ đấu giá mua đất. Tình hình đấu giá đất ở huyện Quỳnh Lưu trong 6 tháng vừa qua đạt kết quả rất thấp, chỉ đạt trên 280 tỷ đồng. Trong đó có nhiều xã như là Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Sơn Hải đấu giá đất nhưng không có kết quả. Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu khẳng định, quy trình đấu giá đang nằm ở công đoạn thuộc trách nhiệm của công ty đấu giá, thì huyện phát hiện vi phạm nói trên. Lập tức huyện đã yêu cầu dừng lại và ra quyết định không công nhận kết quả đấu giá của anh Trọng, đồng thời yêu cầu đấu giá lại. Còn đối với ông Nguyễn Văn Trọng, đang là cán bộ kế toán xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, người tham gia đấu giá chúng hai ba lô đất ở xã Quỳnh Hưng cho biết, đã nhận được thông báo hủy kết quả chúng đấu giá các lô đất vào ngày 20 tháng 6, Bản thân ông đang làm các thủ tục để lấy lại chi phí tham gia đấu giá, mỗi lô đất 500.000 đồng. Ông Trọng than thở nói, các lô đất tôi bị hủy là do vi phạm nội quy có người nhà nằm trong ban điều hành, em trai ông Nguyễn Văn Quý, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu. Khi lộ ra thì tôi mới biết là người nhà không được tham gia đấu giá. Nếu biết từ đầu thì tôi đã không tham gia. Ông Trọng phản ánh, nếu ngay từ đầu công ty đấu giá thông báo rõ ràng, ngăn không cho bốc thăm đấu giá thì không có chuyện như vậy. Ông cho biết, lỗi này là do công ty đấu giá. Chúng tôi bỏ số tiền lớn, tranh lệch lô đất lên đến 700-800 triệu đồng giá khởi điểm. Không có chuyện tôi là em anh quý mà được ưu ái. Cũng theo ông Trọng, việc bị thông báo hủy 23 lô đất vừa đấu giá là một cú sốc và là bài học kinh nghiệm bản thân. Thực tế cho thấy, hiện nay đang tồn tại tình trạng tay trong tay ngoài trong đấu giá đất thành công. Nhiều vụ bị tố cáo có dấu hiệu thông thầu dìm giá trong đấu giá quyền sử dụng đất công làm thất thoát ngân sách nhà nước. Trước vụ việc này, tỉnh Nghệ An đang làm rõ sai sót của tổ công tác giám sát buổi đấu giá mà ông Nguyễn Văn Trọng, kế toán xã Quỳnh Bá, trùng đấu giá 23 lô đất. Ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An cho biết đã giao làm rõ sai sót của tổ công tác giám sát buổi đấu giá mà ông Nguyễn Văn Trọng, kế toán xã Quỳnh Bá trung đấu giá hai ba lô đất. Đồng thời, huyện cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Trọng, kế toán xã Quỳnh Bá, người trung đấu giá và ông Nguyễn Văn Quý, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, anh trai ông Trọng, người trực tiếp phê duyệt giá đất, giám định, định giá khởi điểm các lô đất đấu giá. Huyện Quỳnh Lưu cũng yêu cầu công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh, đơn vị tổ chức đấu giá, báo cáo giải trình rõ trách nhiệm trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục để xảy ra sai sót. Trở lại vụ việc trên, không ai khẳng định có chuyện tổ chức cho người nhà trúng thầu, nhưng sự việc xảy ra làm cho dư luận bàn tán, người dân có quyền hoài nghi. Xưa có câu, quân tử đi qua ruộng dưa, không cúi xuống rửa dép. Ý nói là sợ người ta nói mình trộm dưa. Này cán bộ cấp huyện lại vừa là người duyệt giá, mà em ruột lại đấu chúng tới 23 lô đất. Người dân bức xúc dư luận phản ánh là điều tất nhiên.